Xin chào các em. Chương 4, biến dị. Biến dị được chia làm hai loại là biến dị di truyền và biến dị không di truyền. Biến dị không di truyền tức là có sự biến đổi ở cơ thể bố mẹ nhưng mà không có sự truyền đạt lại cho thế hệ sau. Còn biến dị di truyền có nghĩa là có sự biến đổi ở cơ thể bố mẹ và những biến đổi này sẽ được truyền đạt lại cho các thế hệ sau. Trong biến dị di truyền, chia thành biến dị tổ hợp và đột biến, còn biến dị không di truyền chỉ có một loại duy nhất đó là thường biến. Đột biến bao gồm có đột biến nhiễm sắc thể và đột biến gen. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về đột biến gen. Nội dung của bài này bao gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, các em sẽ tìm hiểu về đột biến gen là gì. Phần thứ hai là nguyên nhân phát sinh đột biến gen. Và phần thứ ba là vai trò của đột biến gen. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nucleotide. Và đột biến gen là biến dị di truyền được. Vì gen là một đoạn của ADN, mà ADN là một cái vật chất di truyền, do đó đột biến gen là biến dị nó sẽ di truyền được, được chưa nào? Các em ghi phần này vào trong tập. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo, đó là các dạng đột biến gen. Cô có một cái đoạn mạch như thế này. Các em hãy tìm cái mạch bổ sung cho cái đoạn mạch cô vừa cho. Chúng ta sẽ xác định được đúng không nào? Theo nguyên tắc bổ sung thôi. Đó là A sẽ liên kết với T và G sẽ liên kết với X. Đây là cái đoạn mạch còn lại. Vậy thì cái gen A này có tổng bao nhiêu cặp nucleotide? Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5. Tổng của đoạn mạch này sẽ là 5 cặp nucleotide. Đoạn gen A này của cô á, nó sẽ thuộc một cái gen mà chưa có gì biến đổi cả. Các em hãy quan sát ở cái hình B này, nó có sự biến đổi như thế nào so với cái hình A. Các em thấy là nó mất một cái cặp GX đúng không nào? Mất một cặp GX, hay còn gọi là mất một cặp nucleotide. Cái hình tiếp theo là hình C. Nó tăng thêm một cái cặp AT, hay còn gọi là nó tăng thêm một cái cặp nucleotide. Hình D. Nó chuyển cái đoạn, cái cặp AT đi và nó thay bằng cái cặp GX. Vậy thì cái cấu trúc của đoạn gen bị biến đổi, nó sẽ khác như thế nào so với cái đoạn gen ban đầu? Các em hãy đặt tên cho từng cái dạng biến đổi đó. Chúng ta quan sát lại cái hình A. Tổng của chúng ta là có 5 cặp nucleotide, nhưng mà cái hình B có sự khác như thế nào? Số cặp nucleotide ở hình B chỉ còn lại 4 cặp và nó mất đi cái cặp GX. Nên là cái tên mà chúng ta đặt biến đổi đó là mất một cặp nucleotide. Được chưa nào? Tương tự các em quan sát hình C. Có hiện tượng gì? À, tăng thêm cái cặp T và A này. Vậy thì số cặp nucleotide của chúng ta là 6. Đúng không? Điểm khác so với đoạn A đó là tăng thêm cặp TA. Và tên gọi của cái dạng đột biến này là thêm một cặp nucleotide. Hình D. Cái AT này nó di chuyển đi. Thay vào đó bằng cái cặp GX. Thì cái số cặp nucleotide của chúng ta vẫn là 5, nhưng mà nó sẽ có sự sai khác ở một cái cặp nucleotide ở cái nu thứ ba, đó là thay cái cặp AT bằng cái cặp GX. Tên dạng biến đổi là thay cặp nucleotide này bằng cặp nucleotide khác. Các dạng đột biến gen đó là mất một hoặc một số cặp nucleotide hoặc là
sẽ có dạng thêm một hoặc một số cặp nucleotide và cuối cùng sẽ là thay thế một hoặc một số cặp nucleotide. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Vậy thì nguyên nhân của phát sinh đột biến gen là gì? Chúng ta hãy tìm hiểu thông qua phần hai la mã. Thì trong điều kiện tự nhiên, đột biến gen nó sẽ phát sinh do những rối loạn trong quá trình tự sao chép của cái phân tử ADN dưới ảnh hưởng phức tạp của môi trường bên trong và ở bên ngoài của cơ thể. Ngoài ra trong thực nghiệm á, thì người ta đã gây ra các cái đột biến nhân tạo bằng các cái tác nhân vật lý hoặc là hóa học để tạo ra cái đột biến gen. Chúng ta sẽ có hai cái nguyên nhân chủ yếu, đó là trong điều kiện tự nhiên và trong thực nghiệm. Trong điều kiện tự nhiên là do quá trình rối loạn cái sự sao chép của ADN dưới ảnh hưởng phức tạp của môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể. Còn ở trong thực nghiệm là do con người đã gây ra cái đột biến gen bằng các cái tác nhân vật lý hay là hóa học. Chúng ta sang phần ba la mã, đó là vai trò của đột biến gen. Ở bài 19, các em đã được học về mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Từ gen sẽ tổng hợp ra phân tử mRNA. mRNA tổng hợp ra protein và protein nó sẽ quy định nên tính trạng. Do đó, sự biến đổi cấu trúc của phân tử của gen nó có thể dẫn đến biến đổi cấu trúc của mRNA của protein mà nó đã được mã hóa và cuối cùng nó có thể dẫn đến sự biến đổi ở kiểu hình. Vậy thì các em hãy quan sát một số cái hình sau. Cái đột biến nào là đột biến có hại? Cái đột biến nào là đột biến có lợi cho bản thân sinh vật hoặc là đối với con người? Thì cái hình thứ nhất là đột biến gen làm mất khả năng tổng hợp chất diệp lục của cây mạ, làm cho cái cây mạ này nó có màu trắng. Vậy thì cái đột biến này có lợi hay có hại đối với sinh vật? Hiển nhiên là có hại đúng không? Tại vì khi mà không có chất diệp lục thì nó sẽ không tổng hợp được các cái chất hữu cơ để cho nó sinh sống. Hình thứ hai là lợn con có đầu và chân sau bị dị dạng, thì đây là một cái đột biến có hại cho sinh vật. Hình thứ ba, đột biến gen ở cây lúa là cái hình B này nè, làm cho cây cứng và nhiều bông hơn so với cái hình A, thì đây là một đột biến có lợi. Hình thứ tư, ngô biến đổi gen phòng chống sâu bệnh thì đây là một cái đột biến có lợi cho cái cây ngô này. Hình 5, đột biến hồng cầu hình liềm gây ra bệnh thiếu máu thì đây là một cái đột biến gây hại. Hình 6, đột biến gen làm cho cừu chân ngắn ở Anh không nhảy qua hàng rào vào phá vườn thì đây là đột biến có lợi. Cô sẽ cung cấp cho các em thêm một số cái thông tin. Đó là đột biến gen mà biểu hiện ra kiểu hình á, thì thường sẽ có hại đối với sinh vật. Vì sao? Vì các cái đột biến này nó sẽ làm phá vỡ sự thống nhất hài hòa ở bên trong kiểu gen. Mà cái kiểu gen này nó đã được chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời trong cái điều kiện tự nhiên rồi. Nó sẽ gây ra những cái rối loạn trong quá trình tổng hợp nên phân tử protein. Và đa số cái đột biến gen á, thì nó sẽ thường tạo ra các cái gen lặng và chúng chỉ biểu hiện ra ngoài kiểu hình khi nào? Khi nó ở trạng thái đồng hợp lặng và trong những cái môi trường điều kiện thích hợp thôi. Tuy nhiên, qua quá trình giao phối, nếu mà gặp cái tổ hợp gen thích hợp á, thì một cái đột biến vốn là có hại, nó vẫn có thể trở thành có lợi. Do đó, ở trong thực tiễn á, thì người ta sẽ gặp những cái đột biến tự nhiên và nhân tạo có lợi cho bản thân sinh vật. Ví dụ như là đột biến làm tăng cái khả năng chịu hạn hay là chịu rét ở lúa và con người. Vai trò của đột biến gen. Thì đột biến gen thể hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật. Đột biến gen đôi khi có lợi hoặc trung tính cho bản thân sinh vật và con người. Nó sẽ có ý nghĩa trong chăn nuôi, trồng trọt và tiến hóa. Chúng ta củng cố lại cái phần nội dung ta học ngày hôm nay. Đó là bài đột biến gen. Thì về phần khái niệm,
Độ biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen. Nó sẽ liên quan tới một hoặc một số cặp nucleotide. Các dạng đột biến gen đó là mất một hoặc một số cặp nucleotide, thêm một hoặc một số cặp nucleotide hoặc là thay thế một hoặc một số cặp nucleotide. Nguyên nhân có hai nguyên nhân chủ yếu, đó là nguyên nhân bên trong và bên ngoài môi trường. Thì nguyên nhân bên trong á, là do rối loạn quá trình tự sao chép của phân tử ADN. Còn nguyên nhân bên ngoài á, là do các cái tác nhân vật lý và hóa học do con người tạo ra. Về vai trò của đột biến gen, thì đột biến gen đa số là nó sẽ có hại trong cái trường hợp mà nó ở trạng thái đồng hợp lặng. Và ngoài ra nó cũng sẽ có một số cái trường hợp là có lợi hoặc là trung tính. Thì bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.